Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh làm việc với trường tiểu học Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Cần sớm tu bổ, tôn tạo các công trình di tích lịch sử văn hóa. Diễn đàn khuyến nông A Còng Nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng nay Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Dự phiên họp về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh. Thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, các đại biểu đề nghị vấn đề quy hoạch phát triển cần có tầm nhìn dài hạn hơn và gắn với phát triển bền vững. Về các giải pháp trong thời gian tới, cần được chính phủ xây dựng cho nhiều tình huống khác nhau, trong đó tập trung cho các kịch bản xấu nhất khi dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới, biến đổi khí hậu ngày càng bất thường. Đại biểu nhất trí với đề xuất tạm dừng tăng lương cơ sở trong năm 2021 để dành nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai. Về lâu dài, cần phải xem lại hiệu quả của thủy điện và tác động đến rừng. Cũng tại phiên họp, Quốc hội đã thảo luận về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020. Kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Theo chương trình làm việc, chiều nay Quốc hội tiến hành bỏ phiếu và thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sáng nay, đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên có buổi làm việc với ban giám hiệu trường tiểu học Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên. Tại buổi làm việc, nhà trường đã báo cáo kết quả công tác giáo dục và tiến độ triển khai thư viện của nhà trường, được thành lập năm 1991, trải qua 29 năm xây dựng và phát triển. Trường tiểu học Đống Đa đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện, xây dựng thương hiệu nhà trường, trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh, khẳng định vị thế là một trong những trường top đầu bậc giáo dục tiểu học của thành phố. Năm 2018, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Đồng chí Phạm Hoàng Anh đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, giáo viên, học sinh trường tiểu học Đống Đa đạt được trong những năm học qua. Mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục mũi nhọn, thực hiện hiệu quả chủ đề năm học, nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục, tập trung cho công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng chí Phạm Hoàng Anh khẳng định, những năm qua, thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, bố trí, luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo thành phố. Đồng chí đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp những giải pháp đột phá, đưa sự nghiệp giáo dục của thành phố phát triển nhanh, phát triển mạnh và bền vững. Các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, xây dựng môi trường sư phạm ngày càng thân thiện, tích cực, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục học sinh. Sáng nay, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi kiểm tra công tác lập quy hoạch tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Xây dựng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đã kiểm tra thực tế tại 3 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia là đình Thạc Trục, thị trấn Lập Thạch, đình Ngõa, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch và đình Thứa Thượng, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương. Qua thực tế kiểm tra cho thấy, các di tích trên được xây dựng từ rất lâu, qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng trải qua thời gian này đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được tu bổ tôn tạo. Để bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nghị quyết 71/2019 quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư tu bổ hệ thống di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2025. Cụ thể, đối với di tích quốc gia đặc biệt, ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí theo dự án được duyệt. Đối với di tích quốc gia, ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí đối với các hạng mục kiến trúc gốc, các hạng mục kiến trúc chính của di tích. Đối với di tích cấp tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí tu bổ đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích. Ngân sách cấp huyện hỗ trợ 10% kinh phí tu bổ đối với hạng mục kiến trúc gốc của di tích. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đồng ý về mặt chủ trương đầu tư tu bổ tôn tạo 3 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trong năm 2021 bằng nguồn ngân sách nhà nước. Đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các cấp của huyện Lập Thạch và huyện Tam Dương sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để tiến hành tu bổ, tôn tạo và phục dựng lại các di tích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu của Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan, đáp ứng yếu tố về mỹ thuật, kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sáng nay Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung đang hứng chịu nỗi đau, mất mát do thiên tai tàn phá nghiêm trọng. Trong những ngày qua, các đợt bão, mưa, lũ lớn liên tục kéo dài đã ảnh hưởng hết sức nặng nề đến một số tỉnh miền Trung. Với trách nhiệm xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có những hành động thiết thực chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Cán bộ nhân viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tình nguyện ủng hộ chung tay đóng góp được tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Sáng nay, tại thành phố Vĩnh Yên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Phúc tổ chức diễn đàn Khuyến nông A Còng Nông nghiệp với chủ đề Sản xuất ngô sinh khối. Diễn đàn có sự tham gia của Trung tâm Khuyến nông và Nông dân 5 tỉnh thành phố là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hưng Yên và Hà Nội. Mục tiêu của tái cơ cấu ngành chăn nuôi đến năm 2025, nước ta sẽ cố gắng nâng tổng đàn trâu lên 2,4 triệu con, bò thịt 6,6 triệu con và khoảng 552.000 con bò sữa. Chưa kể các loại gia súc ăn cỏ khác như dê, cừu cũng đang tăng nhanh về tổng đàn, khiến nhu cầu về thức ăn thô xanh phục vụ cho việc nâng tổng đàn gia súc ăn cỏ của cả nước rất lớn. Tính riêng nhu cầu thức ăn xanh cho trâu, bò, dê cần khoảng 140 đến 150.000 hecta gieo các cây trồng thu sinh khối. Chưa kể nhu cầu mở rộng diện tích ngô sinh khối phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Việc đẩy mạnh phát triển ngô sinh khối, đặc biệt là tận dụng quỹ đất lúa nhàn rỗi rất lớn trong vụ đông tại các tỉnh phía Bắc hiện nay, không chỉ có ý nghĩa lớn cho ngành trồng trọt mà còn có vai trò cực kỳ quan trọng trong định hướng tái cơ cấu nhu cầu nguồn thức ăn thô xanh cho gia súc nhai lại trong ngành chăn nuôi. Việc mà phát triển ngô sinh khối là tạo một cái động lực mới để chúng ta thúc đẩy được cả hai cái ngành, một là cả ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi. Và đặc biệt là trong cái lễ phát động và chủ trương để phát triển cây trồng vụ đông thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã phát động là phải tăng cường cái sản xuất ngô sinh khối. Mà muốn sản xuất được ngô sinh khối thì chúng ta phải có một cái chuỗi liên kết rất chặt. Từ người sản xuất trồng trọt đến doanh nghiệp thu mua, đến doanh nghiệp chăn nuôi, đến người chăn nuôi và đến chuyện chế biến và tạo thành một cái chuỗi sản phẩm. Và chính cái cơ hội này nó đã tạo cho người nông dân tự tổ chức lại. Họ dồn điền đổi thừa, họ tạo thành những cánh đồng lớn, họ liên kết chặt với doanh nghiệp. Bây giờ trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi như vậy thì cái việc mà chúng ta chuyển đổi sang cái chăn nuôi đối với gia súc ăn cỏ, đặc biệt đối với châu bò thì đây là một cái định hướng rất quan trọng của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Nhưng tuy nhiên thì như quý vị biết là chúng ta không có đồng cỏ tự nhiên,
Chính vì thế thì cái việc chăn nuôi đối với gia súc ăn cỏ, chủ yếu là châu bò, thì chủ yếu là sẽ dựa vào trồng các loại cây thức ăn và chế biến nó. Và trong đó thì bây giờ với công nghệ giống và công nghệ chế biến, đặc biệt là công nghệ vi sinh về ủ chua, thì cái việc trồng ngô sinh khối là một cái định hướng vô cùng quan trọng, bởi vì đây nó đảm bảo các yếu tố về mặt dinh dưỡng, về mặt protein và về mặt chất xơ. Và cái này hoàn toàn có thể ủ để kéo dài cái thời gian sử dụng hàng năm rồi. Vĩnh Phúc là địa phương có diện tích sản xuất ngô tương đối lớn so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc, với truyền thống sản xuất ngô cả 3 vụ chính trong năm, riêng vụ đông chiếm 43-51% tổng diện tích sản xuất. Nhận thấy hiệu quả cây ngô sinh khối mang lại, những năm gần đây tại một số địa phương trong tỉnh đã chuyển một phần diện tích ngô lấy hạt sang trồng ngô sinh khối, song vẫn chưa đáp ứng thị trường thức ăn thô xanh do ngành chăn nuôi phát triển nhanh. Nhằm tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức cá nhân phát triển sản xuất ngô sinh khối, thời gian tới ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh xây dựng ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển cây thức ăn thô nói chung và ngô sinh khối nói riêng, đẩy mạnh việc thực hiện dồn ghép ruộng đất, tạo thuận lợi đưa cơ giới hóa và công nghệ cao vào trồng, chăm sóc, thu gom và chế biến thức ăn cho gia súc, khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp và người sản xuất trong tiêu thụ ngô sinh khối cho người nông dân. Tại diễn đàn, Ban Cố vấn đã giải đáp nhiều câu hỏi của đại biểu liên quan đến sản xuất ngô sinh khối, trong đó tập trung chủ yếu về cơ chế, chính sách hỗ trợ, gom ruộng, tập huấn kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, giúp người nông dân yên tâm sản xuất ngô sinh khối. Thời gian, quy trình sản xuất, chế biến thích hợp để ngô sinh khối mang lại hiệu quả cao, mức hỗ trợ người trồng ngô sinh khối nếu không may xảy ra thiên tai, dịch bệnh, cây ngô ngọt, ngô nếp sau khi thu bóc có thể được thu mua làm thức ăn chăn nuôi ngô sinh khối hay không. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công chức, viên chức ngành khoa học và công nghệ năm 2020. Lớp học có sự tham gia của cán bộ phụ trách lĩnh vực khoa học của các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được các chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ phổ biến các nội dung về hệ thống pháp luật Việt Nam, về khoa học công nghệ, đối tượng áp dụng, vai trò của khoa học công nghệ trong đời sống xã hội, các nội dung cơ bản về thanh tra khoa học, công nghệ, các hành vi bị nghiêm cấm, hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ở địa phương, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nông nghiệp và phát triển nông thôn. Lớp bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý về khoa học và công nghệ của cán bộ công chức viên chức hiện nay đang công tác trong ngành khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có đủ năng lực trình độ nắm bắt được các quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển khoa học công nghệ. Thực hiện kế hoạch số 81 của Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên về công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn, thời gian qua, các địa phương trong huyện đã tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mới và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu huyện giao về xử lý những vụ việc vi phạm đất đai còn tồn đọng. Đối với các vụ việc vi phạm về đất đai mới phát sinh, Đảng bộ chính quyền thị trấn Ba Hiến đã chủ động phát hiện và xử lý dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ đó, trên địa bàn thị trấn không có tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai mới phát sinh. Riêng đối với việc xử lý các trường hợp vi phạm đất đai tồn tại từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về trước. Trong năm 2020, thị trấn phải xử lý tất cả 54 trường hợp. Đến nay, địa phương đã xử lý dứt điểm được 56 trường hợp, vượt chỉ tiêu huyện giao. Mặc dù vậy, theo phản ánh của chính quyền địa phương, công tác xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai gặp rất nhiều khó khăn. Do không có công việc làm nên bây giờ thôi tạo điều kiện nhà nước, tạo điều kiện cho họ để lại đến khi nào mà nhà nước sử dụng đến hoặc là có kế hoạch giải tỏa thì họ sẽ thực hiện. Thế thì chính vì thế là cũng là vì cái địa phương cũng là muốn phát triển cho nên là cũng có những cái khó khăn là nếu để làm triệt để thì là sẽ không thể triệt để được vì là có khi là nhắc tháo dỡ buổi sáng, buổi chiều họ lại ra luôn. Tại xã Sơn Lôi, tổng số các trường hợp vi phạm về pháp luật đất đai từ thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2014 trở về trước là trên 180 trường hợp. Theo đó, trong năm 2020, địa phương phải giải quyết dứt điểm 38 trường hợp, tương đương với 20% tổng số trường hợp vi phạm. Tính đến nay, địa phương đã xử lý được 44 trường hợp, vượt chỉ tiêu huyện giao. Riêng đối với các trường hợp vi phạm mới phát sinh từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 cho đến nay, trên địa bàn xã có 40 trường hợp. Đến nay, Ủy ban Nhân dân xã đã giải quyết dứt điểm được 16 trường hợp. Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành các cái bước cụ thể, đặc biệt là như kiếm tôi nói là sẽ sàng lọc đấy, các cái hộ mà tiến hành phải cưỡng chế.
Vì theo quy định là các cái hộ mà thực hiện cái chỉ đạo của huyện là phải cưỡng chế thì ủy ban xã sẽ tiến hành là các cái bước. Đấy, trong thực hiện các bước đó, trong cái quan trọng nhất là phải lên cái phương án để tiến hành cưỡng chế đối với các hộ mà không bắt buộc không tháo dỡ. Để công tác xử lý các trường hợp vi phạm đất đai đạt hiệu quả, bên cạnh sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền thì cũng rất cần sự đồng thuận của người dân. Chỉ khi nào người dân thực sự hiểu đúng và đủ các vi phạm pháp luật về đất đai, thì khi đó công tác xử lý các trường hợp vi phạm mới đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, ở miền Bắc, tiết trời đã chuyển sang mùa thu, nhiệt độ có sự chênh lệch lớn giữa ngày và đêm khiến cơ thể trẻ chưa thích nghi kịp thời. Đây là lý do khiến số lượng trẻ nhập viện tăng nhanh trong những ngày gần đây. Tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, số trẻ tới khám và nhập viện tăng nhanh những ngày gần đây. Trung bình mỗi ngày có khoảng 50 trẻ nhập viện, chủ yếu liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, sốt, viêm phổi, ho. Con nhà tôi, cháu bị sốt trưa hôm thứ ba, cháu nhập viện lúc khoảng tầm 4 giờ chiều ạ. Thì là hôm qua thì cháu cũng đỡ sốt nhưng mà hôm nay cháu lại sốt ạ. Thì cháu sốt là theo cơn ạ. Thì hôm trước là vào sốt thì bác sĩ chuẩn đoán là cháu bị viêm phế quản phổi ạ. Thì sáng ngày tôi có hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo là phổi của cháu cũng đỡ nhưng mà ý là vẫn còn viêm ở trong lề họng ạ. Theo bác sĩ chuyên khoa nhi Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, thời tiết thay đổi nhiệt độ tạo điều kiện thích nghi cho các vi khuẩn gây bệnh phát triển mạnh. Đối với trẻ gặp nhiều vấn đề sức khỏe do hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh, dễ bị vi khuẩn xâm nhập gây bệnh. Vì vậy, trước hết, để phòng bệnh, cách tốt nhất là nên đưa trẻ đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế. Thì cũng khuyên với các bà mẹ, nhất là những bà mẹ mà có trẻ dưới 3 tháng tuổi khi có cái biểu hiện của viêm đường hô hấp thì phải cho trẻ đi khám. Vì cái mùa thu đông là cái bệnh viêm phổi do virus gây suy hô hấp, gây khó thở và gây nguy hại đến tính mạng rất là nhanh, có thể từ 1 đến 3 ngày nó đã nặng lên. Thế thì chúng ta phải đi khám sớm, không được chủ quan. Còn về phòng bệnh thì chúng ta phải giữ ấm cho trẻ, đảm bảo được vệ sinh, giữ sạch tay chân và môi trường cho trẻ, cũng như cái việc mà tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo quy định. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ nhỏ trong giai đoạn giao mùa, các bậc cha mẹ cần lưu ý giữ ấm cho trẻ bằng cách cho trẻ ăn mặc đủ ấm, phù hợp với mức độ lạnh bên ngoài, cho trẻ ăn uống đầy đủ để trẻ đủ dinh dưỡng, năng lượng, sức đề kháng, phòng chống các loại bệnh. Hiện nay, việc xử lý rác thải trong sinh hoạt hàng ngày của người dân vẫn chủ yếu chỉ được tập trung vào nơi quy định mà chưa có sự phân loại cụ thể, gây khó khăn đối với việc xử lý. Trước thực tế đó, nhiều mô hình phân loại rác thải ngay tại nguồn đã phát huy hiệu quả, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa. Xử lý rác thải tại các địa điểm, khu lò đốt còn nhiều khó khăn khi nguồn rác hàng ngày không được phân loại. Từ sinh hoạt thường ngày, mỗi hộ gia đình cũng chưa nhận thức được việc phải phân loại rác thải ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đặc biệt là xử lý rác sau khi thu gom. Quá trình làm việc, công nhân môi trường thường xuyên phải xử lý, lọc các loại rác, phơi khô trước khi cho vào đốt, mất nhiều thời gian chi phí. Người dân chúng tôi hiện nay là gắn về cái môi trường ạ, thì tất cả các cái rác thải này đều được xử lý tại lò đốt và đường làng ngõ xóm thì lúc nào phong quang sạch đẹp. Những cái điều khó khăn nhất là cái ý thức của người dân là cái phân loại rác thải để trong cái việc xử lý là chưa được đảm bảo, cho nên là hỗn tạp tất cả các loại rác thải là đưa lên lò đốt. Đi đầu với các mô hình phong trào như tổ phụ nữ phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, tuyến phố không rác của hội phụ nữ đã đạt được hiệu quả trong thay đổi nhận thức người dân. Tại mỗi hộ gia đình đã có 2 thùng chứa rác riêng biệt, chủ động phân loại rác thải vô cơ, hữu cơ, tích cực sử dụng bao bì thân thiện môi trường, làn nhựa đi chợ. Nhờ có việc phân loại rác thải ngay tại nguồn giúp hoạt động thu gom thuận lợi, giảm dần việc phân rác ở nơi xử lý. Từ những điểm nổi bật đạt được trong bảo vệ môi trường, các cấp hội tiếp tục nhân rộng việc phân loại rác thải tại nguồn. Tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền vận động cán bộ, viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân thực hiện việc phân loại rác thải ngay tại gia đình, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong gia đình và kể cả khi đi chợ và trong các cái hội nghị.
việc tăng cường phân loại xử lý rác thải tại nguồn không chỉ mang lại diện mạo nông thôn đổi mới, xanh sạch đẹp, mà còn góp phần hạn chế lượng rác thải ra môi trường, giảm thiểu chi phí thu gom, xử lý rác, giải quyết gánh nặng ô nhiễm môi trường, nâng cao ý thức cho người dân trong hoạt động chung tay bảo vệ môi trường nông thôn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.